Các bạn hôm nay xem mình phát thảo cái hoa văn phù điêu ở cái lan can vương miện các bạn nhé. Cái lan can vương miện này đây, đấy, nó có một cái hình thù như thế này của cái lâu đài kiến trúc Pháp nhé. Một số bạn trẻ muốn học nghề để ý theo dõi thì hôm nào gặp một cái công trình tương tự như thế này thì mình thi công các bạn nhé. Thank you.
vẽ vậy, hai bên là mình lấy cái ô về thì mình vẽ hai bên nó đều các bạn ạ. Thì khi mình đắp nó đỡ phải lăn tăn nhiều. Đấy các bạn kẻ ô bên này ra, các bạn kẻ ví dụ như bao nhiêu phân ô, bao nhiêu phân ô, đánh thăng bằng. Xong bên kia các bạn cũng làm như vậy thì